À, chúc đại chúng an lạc quý vị ơi. À, mỗi người chúng ta đi đến chùa, chúng ta tìm cái bình an và mong cho thân bằng quyến thuộc mình cũng được bình an. Này quan trọng đúng không? Cái hạnh phúc lớn nhất của con người chúng ta là mình được bình an. Nhờ Phật Pháp mà cho mình được cái nguyên lý hiểu để sống, sống để mà có được cái bình an. Nên nếu như cuộc đời chúng ta mà không gặp được Phật Pháp thì trong cái cõi đời này chúng ta sẽ bất an nhiều lắm. Nhiều thứ bất an lắm quý vị. Nhiều thứ bất an, và thêm cái nữa là tự mình dọa mình để lo, tự mình dọa mình để sợ. Đúng là sự việc thì nó không đến nỗi mình phải sợ quá, mà tự mình dọa mình. Nhờ Phật Pháp á, an tâm cho mình. Nên những đức nói rằng là mình còn trẻ, mình còn tiếp nhận được Phật Pháp, nó quan trọng. Vì cuộc đời của người mình mà để về sau tuổi già mà để cho người khác quyết định cho mình thì thê thảm lắm, rất thê thảm. Có ông cụ ở trong phòng hộ niệm, ông đang ở trong đó, có mấy ông cụ trong đó, có ba chị Thư. Thì nãy gặp ông anh, ông cũng thấy ba ở đây rất là tốt, nhưng gia đình dòng họ thì nói tụi bay sống nuôi ba tụi bay, để bỏ ba tụi bay trong đây. Ông anh thì chắc ông biết Phật Pháp cũng ít. Mình rất dễ bị cái dư luận, cái người bên ngoài người ta có cái khách quan nhìn của người ta. Mỗi cách nó có cái giúp, nhưng tìm có một phương pháp nào giúp cho người ta được lợi ích lớn nhất thì mình giúp người ta. Xong rồi cái anh nó đến gặp những đức, nói con xin thầy cho con đưa ba con về, tại vì gia đình bên dòng họ nói này nói kia. Những đức không có nói gì, những đức nói một câu là nó, anh vào trong đó đó, anh hỏi ba anh coi ba anh quyết định về hay không. Nếu ổng mà không muốn về thì anh quay lại một đoạn video mà điện thoại anh gửi ra ngoài đó đó cho người ta có. Cái này là do ba tôi ổng quyết định ổng muốn ở trong chùa, còn nếu như mà ổng muốn về thì anh quyết cũng về. Cái đó là mình cũng làm tròn cái trách nhiệm của mình, hết lòng hết dạ. Quý vị biết rằng cái cuộc sống ở cái cõi đời này nó rất nhiều cái dư luận. Mà cái dư luận thì mỗi con người chúng ta cứ cho rằng là bản thân mình nói đó là đúng, quyết định đó là đúng. Hoặc là có những người họ cũng đâu có lo cho mình, họ đâu có nuôi mình đâu, nhưng họ thích khách quan bên ngoài để mà họ nói này nói nọ, chỉ trích. Nên con người mà có thể sống vượt qua dư luận, có thể bình thản trong dư luận thì đây là chỉ có người hiểu sâu nhân quả. Chắc chắn luôn. Nhớ nha. Tại vì cái dư luận trong cái cuộc đời nó quá phong phú, ý nó quá nhiều, nên chúng ta thường bị chết trong dư luận, khổ đau trong dư luận. Nó tìm mọi mặt để nói này nói nọ nói kia. Ví dụ như như chùa mình, quý vị biết rằng chính bản thân những đức đi xuống nhà bếp, những đức làm những đức thấy rõ ràng. Mà bây giờ tới đời những đức làm là những đức gọn dữ lắm, làm biết cách làm, biết tính. Mình nghĩ lúc trước mấy cô mình làm chắc cực cỡ nào ta, tại vì thấy mấy cô mình làm dữ quá, nấu
bài bố tứ tung lang tang. Cái nhà bếp mà nó nóng như hơn cái thứ gì, kinh quá. Tới đời những đức làm là nó quá gọn rồi, gọn dữ lắm, nấu cái nào ra nấy à, làm cái nào ra nấy, canh ra canh, kho ra kho à. Chứ không có thứ mà một lúc mà tùm lum thứ. Còn nếu ai mà cúng ba bốn thứ những đức gom lại làm thập cẩm, gom lại làm thập cẩm, thấy không? Nên là chân trong bếp gọn chút. Như giấc sáng này là Như Đức đứng chiên nhiều mấy tiếng hồ. Mà Như Đức thấy mình với tuổi 43 tuổi làm nhiều nó mệt quý vị. Làm nhiều nó mệt hơn lúc trước 30 tuổi. Bây giờ ví dụ Như Đức đứng lâu đi, đứng suốt mấy tiếng hồ gần 3 tiếng nó mỏi chân. Mà đứng lâu vậy là mỏi chân chứ sao, đúng quý vị? Mỏi lắm quý vị ơi, mỏi chân. Thêm một cái nữa nóng quá làm mệt, mắt mờ, người nó cặp mắt nó hoa mắt không bao giờ đâu, lửa nóng. Thêm chảo dầu, hơi dầu bốc lên. Nên là khi mệt quá thì ăn cơm không ngon, đúng quý vị? Nói mấy cái nó quỳ vốn đúng không? Mệt quá ăn cơm thấy không ngon. Vì sao? Vì bao tử mà nó cũng mệt, nên nó đưa vào không nổi. Rồi xong rồi tranh thủ chạy về tắm để tiếp phái đoàn ở dưới quê lên. Mấy người dưới quê lên, à, mấy người đó người ta cũng bên chính quyền, nên tiếp người ta. Nên từ nơi đó xong rồi qua đây chia sẻ Phật pháp. Thì Như Đức thấy rằng là mình bây giờ còn trẻ, còn khỏe, mình cố gắng để mình quyết định cho cái cuộc đời mình từ phước báo mà quyết định. Nếu như để sau này bản thân của mình nó không có quyết đoán, không quyết định được cái gì, mình để cho người ta quyết định cho mình thê thảm quá. Nếu như mình có phước báo thì mình sẽ gặp một con người có quyết định để quyết định giùm cho mình. Đúng không? Mình có phước báo thì mình gặp con người quyết định cho mình. Còn mình thiếu phước báo thì mình gặp cái người mà người ta thiếu sự quyết định, hoặc là người ta không có nhìn nhận vào cái việc lợi ích cho mình, mà người ta chỉ nghĩ cái thị phi mà người ta phải nặng gánh, người ta không chịu đựng được, người ta phải làm ra để người khác đừng nói người ta. Theo những thứ thấy rằng là nếu như bản thân mình mà nghe đạo thật sự hiểu biết nha quý vị, chúng ta có thể chịu đựng những cái người ta nói mình để lợi ích cho người khác. Thật sự mà nói, nếu mà được vậy thì mình rất là hạnh phúc. Tại vì mình chịu bị nói vài ba câu có ăn thua gì đâu. Cái quan trọng là lợi ích cho người ta. Nên có những bài chia sẻ Phật pháp của những đức, bây giờ chia sẻ Phật pháp nó rất là lý giải, không đến nỗi mà như ngày xưa mình phan rầm rầm. Những đức rất là lý giải rõ ràng, nghe là kỹ lại thật sự luôn á. Những đức niệm niệm vì người khác mà lý giải rõ ràng vì người khác luôn. Cũng như công đoạn mà những đức lý giải về cái vị hiện tại đang rất nổi tiếng, ông đi ngoài đường, những đức lý giải công đoạn, những đức nói rằng là nó rất là tốt, nó rất đặc biệt, mình rất cung kính. Nhưng mà khi đã nổi bật lên vậy rồi, mình phải kiếm một nơi nào đó trụ xứ để mình hoàn truyền Phật pháp, để chúng sanh được lợi ích. Vì mình càng về sau mình càng già, mình đâu đi hoài được quý vị. Mà cái pháp đi đó thì người ta đi không có được, cư sĩ không thể nào bỏ nhà mà đi theo được, và mấy người làm được đâu. Nhưng người ta rất là ngưỡng mộ, nhưng người ta do không có tu. Người ta rất là ngưỡng mộ mà là do người ta không có tu, nên người ta không có biết được sự ngưỡng mộ của mình. Mà mình có làm được gì đâu mà mình ngưỡng mộ làm chi. Bây giờ những đức hỏi quý vị, những đức đã nói bao nhiêu lần là một cái bánh ngon quý vị để trước mặt không ăn được thì có phải bánh ngon không? Nó không. Mà Phật pháp á, là một cái bánh ngon mà cho ăn được. Như những đức chiên sườn chay quý vị là phải ăn được thôi. Thấy không? Rất là rõ ràng. Mình ai mà đi, những đức ở cái cảnh giới những đức sống ở đây,
quá hoành tráng rồi. Thấy người ta đi vậy là mình quá ngưỡng mộ và rất thương người ta. Chứ ai mà ai mà đi ganh tị những cái người ở đâu phương trời nào? Ganh tị làm chi? Phật tử biết như Đức ào ào người ta ì ì gì, ai mà đi ganh tị làm chi? Nhưng mà những Đức muốn nói rằng đó là điều khó làm. Đó là việc ít ai làm được, rất cung kính. Nhưng không tán thán được, vì sao? Vì không ai làm được sao tán thán? Hiểu không? Không ai làm được. Đó. Cái, có nghĩa là mình mong rằng người ta cũng đủ duyên. Có khi người ta cũng được nghe à, người ta ngồi suy nghĩ lại. Nghĩa là mình càng ngày mình lớn tuổi, mình sẽ có một cái nơi nào trụ xứ, rồi mình đem cái giáo pháp của Phật, tùy phương pháp nào mình tu, mình cũng giảng thiết cho người ta nghe về cuộc sống nhân sinh, để mình quy tụ những con người mà họ quý trọng mình đó, quy tụ về một chỗ để mình giảng dạy cho họ nghe về cái cuộc sống. Quá đặc biệt quý vị, tuyệt vời gì đâu á. Đó. Nên cái những cái góp ý này nó rất là đặc biệt. Nhưng mà mình góp ý gì, mình đừng nói tên tuổi của ai. Quý vị cũng tập vậy đó, đừng nói tên tuổi ai làm gì. Tại vì đi ngoài đường thì thiếu gì người đi, chứ đâu phải một người đi đâu, hiểu không? Đó. Nên á, mỗi người chúng ta biết rằng là đem đạo pháp hoàn truyền thì phải có danh có lợi thì mới làm được việc này. Có danh là để nhiều người đến, mình biết mình điếm tìm đến. Có lợi là có vật chất mình mới làm được cái chuyện này. Hai cái này nó kết hợp mình mới làm được. Nhưng mà không có cái nào quan trọng bằng là thật chắc mình phải cầu giải thoát. Này là quan trọng nhất. Nếu nó không có thật chắc đi vào giải thoát thì xin thưa quý vị, hoàn toàn thất bại hết. Nó trở thành chi cầu danh lợi và vui trong danh lợi thôi. Nó vui trong danh lợi thôi quý vị à. Có không? Có vui trong danh lợi chứ. Khi chúng ta được danh lợi là chúng ta sẽ rất là vui á. Nên quý vị cẩn thận nghe. Cái niềm vui trong Phật pháp có khi vui trong danh lợi chứ không phải vui trong giải thoát đâu. Mình vui trong giải thoát là nè, mình bị người ta nói, bị người ta chửi, bị người ta bị này kia, mà mình vẫn bình thản được, mình vẫn làm cái việc mà mình mong người ta lợi ích. Mình cứ làm việc đó bình thản vô cùng à, không có chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, bình thường vậy đó. Mình cứ làm hoài những cái chuyện của mình cần phải làm, không dính dáng tới ai, không đụng chạm tới ai, không đụng chạm tên tuổi ai. Ai muốn lý giải sao kệ người ta, nói tên tuổi ai đâu. Ai có tịch thì nhúc nhích thôi. Vậy thôi quý vị, đúng không quý vị? Có nghĩa là Phật pháp như một cơn mưa vậy mà. Ai mà không có quyền lý giải, lý giải đừng có đụng tên tuổi ai thôi. Bạn đi đem tên tuổi người ta gan chi cho nó mệt. Nên Phật tử mà những Đức hướng dẫn, những Đức mong quý vị cũng là người vậy đó. Đừng có xen vào những cái chuyện không cần thiết của người khác. Những chuyện này không phải của mình thì mình đừng xen vào làm gì. Quý vị hãy làm tròn vai trò quý vị là người Phật tử đi. Niệm Phật rồi đem Phật pháp áp dụng trong gia đình của mình, sống cho nó bình an, sống cho nó hạnh phúc. Nếu như mọi người mà học Phật vậy thì quý vị thấy mình quá đặc biệt rồi. Đúng không? Nên hôm nay chúng ta có bài học tập, đó là cách nào giúp cho gia đạo bình an. Phương pháp thì nhiều cách lắm, nhưng mà không có cách nào bằng chính mình. Vì chính mình bình an thì ai gặp mình mà không bình an, đúng không? Đó. Những Đức mà không bình an sao đem sự bình an cho quý vị? Những Đức mà bất an thì lên làm cho quý vị bất an, vừa lên là hù quý vị xanh mặt xanh mày. Không mà Phật tử chùa mình dễ thương nha. À. Mình không phải là nói Phật tử chùa người ta dễ ghét, mà là mình không biết Phật tử chùa người ta làm sao. Thì mình biết ở đây thì mình cứ khen Phật tử chùa mình dễ thương đi. Giống như bây giờ á, mình làm chồng người ta thì mình cứ khen vợ mình dễ thương đi. Thấy không? Bây giờ mình làm chồng thì bây giờ mình cứ khen vợ mình dễ thương đi.
Mình làm vợ thì mình cứ khen chồng mình dễ thương đi. Thì giống như bây giờ quý vị đi đến chùa nhà Đức khen bị dễ thương. Mong là cái khen này nó giúp cho quý vị duyên quý vị tăng thêm. Được không? Không mà cả ca sĩ người ta còn khen quý vị mà. Nghĩa là ca sĩ người ta còn khen mà Phật tử chùa mình dễ thương, nhiệt tình. Nó mà người ta hát từ đầu tới cuối mà quơ tay từ đầu tới cuối, quá nhiệt tình quý vị. Cái này không đơn giản nghe, cũng mỏi tay đó, mỏi đó. Thấy nguyên bài hát mà cứ quơ quơ lợi gì tội nghiệp chứ bộ. Quơ quơ lợi hoài thấy tội nghiệp đó quý vị ơi. Nên á, muốn cho người khác bình an thì bản thân mình phải bình an. Trong mọi lúc mọi nơi, bản thân mình phải luôn luôn có được cái bình an. Quý vị biết rằng á, những Đức gặp rất là nhiều người, khi người ta nghe những Đức chia sẻ Phật pháp, người ta nói rằng là có những lúc người ta rất là bất an, nhưng mỗi lần bất an là tự nhiên người ta nghe được bài giảng của mình giúp cho người ta bình an. Giúp cho người ta bình an, an cái tâm lại. Thì ra rõ ràng quý vị ơi, mình á, tích tụ một cái nguồn năng lượng thì tự nhiên người ta gần mình, người ta cũng được cảm hóa được cái năng lượng đó, làm cho người ta cảm thấy được bình an. Rồi á, mà bình an là nó vui. Quý vị coi, bây giờ mình mà bất an là mình lo, mình ăn không ngon ngủ không yên liền á. Nó thí dụ như lễ nghỉ 5 ngày những Đức còn rủ quý vị ở chùa tu. Không? Mình có ở được mình ở thôi, mình ở trong chùa mình tu nó bình an quý vị. Chứ bên ngoài bây giờ mình đi chơi ở đâu giờ đây? Thấy không? Nó không lẽ bây giờ mình ăn chay niệm Phật rồi mình đi lợi, mình đi tắm biển rồi mình mua một dĩa đồ hũ cho mình ăn. Cũng được thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà mình đi ra ngoài đó cái mùi mà cua ghẹ người ta nướng nhiều quá, có khi nó khơi dậy cái lòng muốn ăn của mình lại. Nên á, mình ra ngoài đó mà ăn chay quen thì nghe mùi tanh lắm. Hồi nãy nhà Đức gặp phái đoàn dưới quê, người ta nói ở đây là mát rồi đó thầy, còn ở dưới quê mà nó còn nóng quá trời, còn hơn ở đây nữa, nóng kinh khủng. Họ nói rằng là chạy xe ngoài đường mà đang chạy xe vậy là hơn, nó hắt ngắt lên là muốn xỉu tại chỗ, chịu không nổi luôn. Họ nói ở đây là quá mát rồi thầy ơi, họ nói vậy đó. Nãy như Đức gặp như Đức hỏi họ rõ ràng có cô Nhung nó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là từ trường ở đây nó dẫn rất là tốt, vì đa phần ăn chay niệm Phật ngày bốn thờ, từ nơi đó mà sống nó được đặc biệt bình an. Giống như quý vị về đây, quý vị ở đây, quý vị mấy ngày lễ được nghỉ là trong lòng những Đức nghỉ. Tối lại thì quý vị công phu xong phải chuẩn bị bánh gì để cho quý vị ăn. Tại vì mấy ngày người ta ở chùa quý vị đó. Rồi ngày mai thì thứ hai thì giảng pháp bên kia, thì cho xe chở quý vị qua bên kia nghe pháp. Đó. Rồi xong rồi trở về. Rồi xong rồi bữa sau là thứ ba, thì buổi chiều cũng chia sẻ Phật pháp. Rồi tu bên kia xong á, mình được qua bên kia. Rồi xong chiều thì mình, người nào ở đây thì ở đây, thì chiều như thế chia sẻ Phật pháp thứ ba đây. Đó. Thứ tư thì bên mình. Bên mình thứ tư bên mình là 1 tháng 5 là thấy kết thúc chương trình lễ rồi. Người thấy không? Nó rất là xứng đáng luôn quý vị. Chứ đi rất là xứng đáng. Có tu tập, có nghe pháp, có ăn, có uống đàng hoàng. Không. Mà mình đâu có tốn tiền ăn uống gì đâu quý vị. Nghĩa là từ khi là mình đi đến chùa, bản thân mình muốn phóng sanh hay cúng dường tam bảo, đó là chuyện của mình. Còn cái chuyện quý vị đâu có tốn tiền bạc mua ăn uống gì đó. Đó. Rồi tới giờ được ngủ. Ngủ đâu có tốn tiền.
Thấy không? Đó. Toàn là cho mình cái bình an không à. Đó. Rồi xong là sáng nào mà cũng khuyến mãi cho khi ăn cơm xong nói chuyện. Ta mướn danh hài về người ta diễn cho vui. Thấy không? À. Nên từ nơi đó mà cái cuộc sống mà mình nghĩ cho người ta được an, bản thân mình cũng được an. Tại vì mình nghĩ cho người ta bình an thì mình sẽ hưởng được bình an. Còn mình có cái tâm mình hại người ta là mình sẽ bất an à. Tại sao Nhân Đức lúc nào cũng vui? Đa phần Nhân Đức nghĩ cho người ta vui, rồi mình thấy người ta cười là mình mừng giùm cho người ta. Nhân Đức nói không có cái hạnh phúc nào bằng mình có nụ cười. Đúng quý vị? Cười lên cái coi. À, nên là quý vị mà vui cười vậy nghe là trong lòng quý vị nỗi buồn này kia nó chạy mắt dép hết rồi, chạy mắt dép hết luôn á. Nên có những lúc mà mình ngồi hay mình đi gì mình đâu có thể nào mình gặp người ta mà mình vừa gặp một cái chào anh đâu có được gì đâu quý vị. Có khi thật sự mình cũng muốn là mình tặng đáy lòng mình cười một cái cho nó xả hết những cái gì nặng nề trong tâm. Quý vị biết rằng có những người mà người ta buồn, người ta đau khổ gì quá, người ta đi vào trong cái nơi núi sâu hay người ta một cái nơi mà nằm hoang vắng, người ta la lên một tiếng thiệt lớn, người ta la lên để cho nó giống như nó xả chết, nó nhẹ cái tâm. Còn bây giờ mình ở đây mình có cơ hội mình được cười. Mà quý vị biết rằng những đức mà cười vậy thì quý vị đâu còn ngại ngùng gì. Đâu còn ngại ngùng gì mà không hả miệng ra cười. Đúng không? Đó. Nên á, người ta cắt cái nụ cười của những đức mà người ta làm cho nó cười hoài. Ví dụ những đức cười, họ cắt nhiêu đó thôi, họ quay lại rồi họ ghép hình những đức mà hình hồi xưa cư sĩ rồi á, ghép vô bấm vô cái chỗ đó một cái ở dưới đó, nó bình luận, nó nói rằng ông thầy cười thì ghê. Thì bây giờ thí dụ như có nhiêu gì thôi nè nhiêu thì xong rồi đúng không, mà nó chơi mà nó quay lại thì làm gì nghe thấy ớ thiệt quý vị. Nhưng mà nhiều người người ta thích thì người ta nghe ta là ta mắc cười à, làm ta mắc cười quý vị. Mà nên từ nơi đó mà mình đi đến đây đó, cái cơ hội là quý vị được hả hê cái tâm thôi. Buồn dặn ai hay dặn vợ, dặn chồng, dặn con gì vô đây tự nhiên mình cười một chút nó bay hết chưa. Mấy vị biết rằng cái nơi này gì nè, cái tâm niệm Phật vui vẻ an lạc gì á, Phật quang phổ chiếu, nên khi á mà nó xả những cái buồn phiền ra là những cái buồn phiền đó nó bị đồng hóa với câu A Di Đà Phật. Hay lắm. Rất là đặc biệt luôn. Nên á mỗi người mình á phải làm sao cái cuộc sống mình ý nghĩa nhất, đó là gì? Con người sống mới thường vui. Đây là cái hạnh phúc, đây là giàu nhất rồi đó. Nên tài sản lớn nhất của đời người là vui vẻ mà quý vị. Món tài sản lớn nhất của đời người là vui vẻ rồi mới tới sức khỏe. Những đức nói với quý vị mà không vui không có sức khỏe đâu. Con người dù là bây giờ mình có bệnh nghe, nhưng mà con người bị vui người ta sẽ không đón người bị có bệnh. Ví dụ như mình ho hen hay cảm xúc gì, nhưng mà bản thân mình vẫn sống lạc quan, vẫn sống vui à. Bệnh thì bệnh, còn mình sống thì sống à. Chừng nào chết thì chết. Nghĩa là con người bị sống vậy thì thôi nó quá đặc biệt rồi. Nên nãy Nhân Đức gặp mấy cái anh dưới quê lên, Nhân Đức nói một câu: sống hay sống ý nghĩa. Cái sống ý nghĩa là cái sống rất là quan trọng. Khi con người mà nghĩ rằng cái ý nghĩa trong cuộc đời mà mình sống nó thật là tốt thì con người mình tự nhiên vui dữ lắm. Tại vì nghĩ về người ta nhiều quá, 100% quý vị luôn,
Cái cách mà thường nghĩ thiện pháp là nghĩ gì người ta là nó thành thiện pháp. Nghĩ gì người ta là thành thiện pháp rồi quý vị. Mà khi mình nghĩ gì người ta, giúp cho người ta nhiều, nghe là lạ lắm. Là con người mình có rất nhiều tư tưởng, nó có rất nhiều tư tưởng luôn. Và ai mà bế tắc cái gì gặp mình nói nó đơn giản lắm. Ủa, có nhiều người ta gặp như thế, ta nói ủa sao thầy nói dễ dữ vậy ta. Tại vì mình nghĩ rằng cuộc đời con người ai cũng chết, nên không có cái gì mà chối buộc được cái chết. Con người ai cũng chết, ai cũng già, ai cũng bệnh. Thì như Đức hỏi quý vị, bây giờ cái này là cái vô thường nó sẽ đến. Vậy thì những cái sẽ đến này cuối cùng bây giờ quý vị có chối buộc nó được không? Quý vị có kêu nó xô đuổi nó ra khỏi quý vị được không? Nó sẽ đến, cái già nó sẽ đến với chúng ta mà. Quý vị coi cái năm mình 17, 18, 19, 20 gì, với sắc diện mình bây giờ 30. Dù cỡ nào cỡ mình biết tu là nó chậm già đó, nhưng mà thấy nó đã già hơn rồi. Nó đã có cái nét già rồi. Nó, và da mặt mình, cơ thể mình nó có những cái hiệu ứng của già. Ví dụ như nó nổi một ruồi, hay là nó chỗ tàn nhang, có rồi quý vị ơi. Cái hiệu ứng của già. Đây gọi là hiệu ứng vô thường đã đến. Mà cái hiệu ứng này là báo cho chúng ta là chúng ta cặn kề với phần một, hoặc là chúng ta sẽ đi vào lò thiêu. Những điều này sẽ nhắc nhở cho chúng ta sẽ biết dừng lại những cái chao đảo trong cuộc đời này, biết dừng lại những cái hơn thua đấu đá, mà dừng lại cái tâm đó đó. Nên Đức Phật khi ông vô não mà ông đuổi tới Phật, ông giết, Đức Phật chỉ ông vô não rằng ông hãy dừng lại đi, ông hãy dừng lại đi. Đó, có nghĩa là ông vô não, ông kêu Đức Phật, ông Cụ Đàm, ngừng lại, tôi giết ông, ngừng lại. Đức Phật nói ông hãy dừng lại đi, ta đã dừng rồi. Dừng cái tâm mà hơn thua đấu đá, dừng cái tâm mà đố kỵ chăm chích đủ chuyện, ta dừng rồi. Còn ông tại sao không chịu dừng lại đi? Nghe không? Nên á, càng nghĩ vị vô thường thì con người sẽ tự nhiên quý vị sống trong cuộc đời này. Không phải là quý vị sống cho qua ngày đoạn thác, mà quý vị sống nó rất nỗ lực, mà nó lại dừng cái tâm mà gọi là hơn thua tranh giành vật chất, giảm tối đa luôn. Đây là 100% với quý vị luôn. Đó. Nên nãy Như Đức nói chuyện với mấy anh em, Như Đức nói một câu. Những Đức hồi sáng mới nấu ăn, họ kinh ngạc ghê. Nói gì thầy nấu ăn? Tôi đi nấu ăn đó. Bây giờ mấy anh cứ nghĩ đi, tôi nuôi 2.000 con người mà tôi không làm, 2.000 con người này sẽ không có cuộc sống. Tôi làm đó mà kiếm lương cũng không đủ nuôi các cụ. Nhưng mà do cái hành động tôi đứng đầu mà tiên phong, nên người ta bị ảnh hưởng. Cái quan trọng là như vậy đó. Nên những Đức nói với vị nghe, lãnh đạo mà đã làm rồi thì người dưới làm sao không làm. Còn nếu như lãnh đạo mà lười biếng, mình có chỉ đạo giỏi cỡ nào cũng, nó cũng không thành công. Nên cái tiên phong của lãnh đạo là cái quan trọng. Tiên phong của lãnh đạo rất quan trọng. Nghe không? Đó, nên những Đức thấy rằng là mình càng đi làm mình càng cảm thấy vui và an cái tâm. Tại vì sao? Vì tất cả ai nói mình cái gì, những Đức thấy không phải nói mình. Tại vì sao? Vì bản thân mình đã hết mình rồi quý vị à. Những Đức nói thiệt chứ quý vị, đi về đây bao nhiêu cặp mắt quý vị cũng nhìn thấy. Mình trực tiếp mình đi về đây mình đều nhìn thấy. Nên quý vị nhớ nè, mình đến với một con người, mình học tập với họ, mình phải quan sát, mình phải suy nghĩ cho thật kỹ. Khi mình muốn đi xuất gia, mình muốn đi tu, mình phan hãy quyết định một ngôi chùa nào mà mình nên đến, mình tìm hiểu ở nơi đó coi mình có thích nghi ở đó hay không. Và cái quan trọng là ở nơi đó nó có tư tưởng gì để cho mình sống ở nơi đó có ý nghĩa trong cuộc đời đi tu của mình. Chúng ta đừng nên nhìn qua cái hình thức, những chương trình nổi bật ghi gớm ở trên hình ảnh, chúng ta phan hãy kết luận, mà chúng ta hãy đến đó và ở nơi đó, coi ở nơi đó có một tổ chức hay không, có một sự sắp xếp hay không, có một người đứng ra lo lắng đàng hoàng hay không, hay là nơi đó tranh danh đoạt lợi hơn thua đấu đá. Nếu là mình bước vào cái nơi tranh danh đoạt lợi hơn thua đấu đá, mình vô đó mình ở, mình sẽ phiền não, mình sẽ sống mệt mỏi lắm chứ không có giỡn đâu. Nó nên mình phải đi đến đó mình ở thử, mình coi tình hình sao.
Rồi có khi mình ở một hai nơi mình tìm hiểu thử coi, rồi lúc đó mình quyết định một nơi mà mình ở cũng chưa có muộn. Nghe không? Nó, mình phải nhận thức sâu sắc vậy, chứ đừng có dội vàng đi vô chùa cái cạo đầu xuất gia. Lỡ mình cạo đầu ngay ông thầy ông đi cúng không, mà lúc đó bản thân mình phải đi cúng theo ổng à. Ví dụ như bây giờ mình xuất gia cùng với ông thầy ông giảng pháp, thì mình giảng giáo pháp của Phật thì nó đặc biệt của người đi tu rồi. Nếu như mà ông thầy đi cúng, mình phải đi cúng với ổng. Còn nếu như mà gặp ông thầy kinh doanh, mình đi kinh doanh với ổng thì sao? Mình đi theo ông thầy bán đồ, mình đi bán đồ. Tại vì ổng là thầy mình, ổng dẫn sao mình biết theo ông gì? Nó. Còn nếu như mà gặp ông thầy khéo léo nói chuyện với Phật tử mà ổng không tu thì mình đi gan, y hình thành đi gan ổng luôn. Có nghĩa là mình sẽ hình thành, với mình là một người đệ tử đi học là hình thành từ ông thầy. Nên cái quan trọng vô cùng là mình gặp ông thầy. Nên những đức nói, quý vị đi đến đây từ từ, quý vị gì hô. Tại vì quý vị gặp ông thầy hô. Hô mà được người ta thương cũng nên hô. Đúng quý vị. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời chúng ta làm cái gì cũng là chi cầu để cho người khác thương. Trang điểm hay bận đồ hay cái gì cũng để cho người ta nhìn, để cho người ta khen, để cho người ta thương. Bây giờ thì hô hay là cái gì, miễn người ta thương là tốt rồi. Bây giờ như Đức hỏi quý vị có đẹp cỡ nào đẹp mà ta gặp mình ta chửi không, mà đẹp chi? Tôi nói thì bây giờ nếu mà nói gì tôi đẹp và tôi xấu, mà nếu mà tôi đẹp mà không ai thương tôi, thà tôi xấu mà được người ta thương, tôi chọn xấu. Đúng quý vị? Đó. Nên á, cái đẹp cái xấu nó chưa quan trọng quá. Cái quan trọng là quý vị sống làm sao, sống làm sao cho người ta cảm thấy người ta thương mình. Mà đừng có bao giờ mình làm cách này cách kia cho ta thương, mà mình hãy sống bằng cả trái chim. Hiểu không? Sống bằng cả trái chim đi thì ta thương chứ sao bây giờ. Nè, giống nãy có cái anh chàng ngồi chung, có anh ấy cũng nghe những đức giảng pháp ở dưới quê, ở khắp nơi ta nghe những đức giảng đông. Thì quý vị biết rằng là anh nói, thầy con có người vợ mà sao vợ con nó hung dữ quá, nó chửi con suốt vậy thầy. Có khi con cũng rất là mắc mặt, con rất là ngại. Con ngại vì con là đàn ông mà cũng đi làm việc, mà bây giờ á vợ cứ về nó chửi suốt, mà con không dám ho hé nói lại một cái. Nhưng mà thật sự mình là đàn ông thầy, con cũng thật sự con cũng muốn dùng lên lắm thầy. Nhưng Đức nói giờ ông muốn dùng cỡ nào bây giờ. Hiểu không? Thôi bây giờ những Đức nói với ông nè. Bây giờ ông về, ông nói vợ ông câu gì nè. Em cứ chửi vào mặt anh đi, em cứ chửi thoải mái. Từ hôm nay em muốn hành hạ anh sao cũng được, muốn chửi, muốn hành hạ sao cũng được hết. Em cứ tự thoải mái hết, muốn tát vô mặt, muốn quýnh sao quýnh. Anh từ hôm nay anh chịu đựng hết mọi mặt. Ông nói đúng một câu vậy thôi. Rồi ông đi ra ngoài, ông ngồi ông niệm Phật nghe. Tự vợ ông sẽ đi hỏi tất cả những người mà đi chung. Nó đi tìm hiểu, nó hỏi. Nó hỏi là bữa lên trên chùa ảnh có gặp thầy trên đó không? Chắc chắn luôn, nó cũng đi hỏi. Mới hỏi đi hỏi, nó thấy cái tình hình lạ quá. Giống như cái câu chuyện mà thờ Đức Phật mà cái bà này mà bị chồng đánh liên miên á. Khi gặp Phật thì Phật kêu dọn hết tất cả những cái món đồ, chỉ đưa chừa một cây chổi quýnh ngựa thôi. Rồi nó đi về quýnh, cô đừng chạy, cô đừng bực bội, đừng sân si, mà cô quỳ xuống cho nó cầm cây chổi đánh ngựa nó quất cô. Khi nó quất một chút rồi tự nó tỉnh ngộ. Nó tỉnh ngộ rằng là tại sao bữa nay kỳ như vậy. Tại sao lại kỳ, nó an định tâm là nó tại sao bữa nay kỳ như vậy, là nó an định lại. Lúc đó mình mới nói. Thì bây giờ ông về cứ nói vậy thôi, đừng nói gì nữa chứ. Em cứ chửi anh. Anh là người đàn ông vô dụng, anh là người đàn ông không làm được gì, bởi vì em chửi anh rất đúng. Bao nhiêu người đàn ông người ta lo cho vợ con đàng hoàng,
rồi khá giả đầy đủ, vợ người ta nương nưỡng. Còn anh, từ khi em đi theo anh tới bây giờ là em rất cực khổ, không được đầy đủ như người ta. Nên anh là người đàn ông vô dụng, em hãy chữ anh đi. Đưa cái mặt cho nó chữ. Không có chữ được quý vị ơi. Khi nghe như vậy rồi nó cảm động quá. Nó cảm động, vừa cảm động mà vừa sợ. Nó không biết cái chuyện gì khi đi lên chuồng. Khi lên chuồng thầy nói cái gì mà ông dặn hết tất cả người bạn đi chung, lỡ vợ ông mà hỏi. Thì mấy người bạn đó chỉ nói một câu là cứ là. Thì người đàn bà nó càng đi tìm hiểu, nó càng đi hỏi nó, quý vị. Anh cái gì anh nói thà thiệt đi anh. Chồng em bữa đó lên đó cái gì sao mà về sao có những tính nết kỳ quá. Nói là thấy nói chuyện với thầy rồi cũng thỏ thẻ suy nghĩ con đường đi tu. Nói mình nói xong mà mình nói một câu là anh nói cho em nghe thôi chứ em đừng có nói cho nó nghe, nó kêu giấu. Nên bây giờ mà bây giờ là em thấy cái chuyến này là nó gì nó chịu đựng hết trơn đúng không? Nó kêu em chữ nó đi rồi được luôn đúng không? Ừ đúng rồi, y gan luôn anh. Em nghĩ lạ quá, kỳ quá. Ừ nó nói cho thầy rồi. Nó có cái con đường nó muốn đi tu. Rồi bắt đầu là bủng rủng tay chân liền, xanh mày xanh mặt. Từ khi con vợ nó không thương mình nữa, hoặc là hai là con vợ này nó biết đạo đặc biệt thì chồng muốn đi tu nó cho đi tu. Còn hai là nó kêu mình đi tu là vợ mình nó không thương mình. Nó nghe như vậy mà nó kêu ông đi tu đi, là có nghĩa là con vợ này không thương mình. Có hai loại phụ nữ như vậy đó. Đa phần ai mà không muốn giữ chồng mà nó kêu mình đi tu đi có nghĩa là nó không thương mình. Không thương mình nữa. Chê mình vô dụng, không thương mình nữa. Còn nếu mà nó thương mình thì chắc chắn nó nghe gì là bụng rụng tay chân liền. Về xanh mày xanh mặt từ đó sao không dám chữ nữa. Cứ theo tìm hiểu hỏi hoài. Nên mấy cái ông mà gặp vợ hổ, mấy ông cứ đưa cái mặt ra. Mấy ông đừng bao giờ muốn hơn vợ nữa. Mà mấy ông dùng cái cách hơn vợ bằng cách là hạ mình. Hạ mình là hơn vợ. Cái cách này ghê lắm. Xong rồi là bắt đầu là từ đó về sau là mình cứ thường nói mình vô dụng. Cứ thường trách móc mình. Có khi nó mình biết nó ngồi nó đang nhìn mình. Mình làm bộ như nó, mình không thấy nó nhìn mình. Mình ngồi cái đầu mình làm vậy nè. Nó càng sợ ác đạn hơn. Kinh khủng quá, nó càng sợ. Chắc chắn thế nào nó cũng nói một câu. Nghĩa là em hứa với anh từ hôm nay không bao giờ anh nói một, em nói một lời nào nặng lời với anh. Nghe không? Quý vị thấy không? Có cách chứ không có đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà muốn hơn họ là họ cũng muốn hơn mình là nó đụng hoài. Nên chỉ có một người buông xuống. Nhớ kỹ, phải có một người buông xuống. Cả vợ chồng đều phải có một người buông xuống. Mà khi buông xuống rồi là sợ. Buông xuống rồi sợ. Sợ chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nó sợ mà. Nó không nhớ sợ. Mà khi mình gặp con vợ nó quá hung dữ, nó quá chửi mình. Có những lúc mình nói nó không bao giờ được. Mấy ông lựa cái lúc mà mấy ông cần nói. Cái lúc mà cần nói, hiểu chưa? Có những lúc mà nói mấy bà không nói một tiếng nào luôn. Lúc đó là nói được đó. Lúc đó mình mấy nè cho biết nghe chưa. Lúc nào cũng leo nghe chưa không? Lúc nào cũng leo luôn nghe. Lúc nào cũng trèo đầu trên cổ tôi không nghe không. Nói bây giờ ngon trèo đi. Nghe cũng mắc cười quý vị. Làm thấy cũng mắc cười thiệt chứ. Không mà cả vợ chồng mà có những lúc cũng phải thấy tiếu tiếu vui vui quý vị ơi. Thì tự nhiên nó thấy có một cái gì đó lạ lạ. Nhưng nếu mà bình thường hoài chán lắm. Thấy không? Mà hổn lắm mà phải không?
nó giờ này bà chửi tôi đi, chửi tôi đi, thấy không? Có khi mà mình dạy những lúc đó vậy mà nghe nó lạ kỳ như vậy. Con người bởi vì dạy người không có định pháp, thì nó đa pháp để dạy người. Nên từ nơi đó mà gây dựng một gia đình hạnh phúc là ngay cái mình an tâm. Mình an tâm nè. Bây giờ những đức mà giúp cho bị vui là do những đức an tâm. Chứ những đức không an tâm quý vị đến đây làm gì? Đó, rồi lên nói chuyện là quý vị thấy quý vị an tâm. Quý vị không có bị một sự chối buộc gì. Và trong cái điều những đức nói chuyện nó không có một cái lý do gì mà bản thân những đức mà nói dòng nói do mà nói cái chuyện mà bố thí cúng dường. Không có. Nhưng đức càng nói những đức nói thẳng một câu là xong rồi đó. Cái chuyện đó tôi cần làm đó, nói thẳng vậy là xong. Chứ không cần phải nói mé mé dòng do gì hết chứ. Còn lúc giảng thì là bình thường. Chứ nếu mang một ý niệm là bây giờ mình lên giảng một chút, mình có cái sự quyên góp là nó khác nha. Nó khác đó. Còn mình đây là mình lên mình nói bằng cả tấm lòng mình, bằng cả trái tim. Nên á, mình có cái duyên gặp nhau trong cuộc đời này quý vị. Cả những đức với quý vị, hay quý vị với vợ chồng hay con, đã là có duyên với nhau thì chúng ta nên tìm cách để xây dựng lại. Thật sự mà nói mình hơn người khác, hơn chồng, hơn vợ thì cũng không hay ho gì. Cái đặc biệt nhất là nên tôn trọng nhau vẫn là hạnh phúc. Đúng quý vị? Những đức nói 100% quý vị, nếu quý vị có một người chồng hiền mà quý vị leo lên đầu chồng quý vị ngồi, quý vị thấy hạnh phúc không? Và những đức nói bây giờ quý vị coi vợ quý vị như ô sin, quý vị thấy hạnh phúc không? Không bao giờ hạnh phúc. Vợ chồng hạnh phúc là do tôn trọng nhau mà hạnh phúc. Tôn trọng nhau mà hạnh phúc. Thật sự luôn á, vợ chồng là do tôn trọng nhau mà hạnh phúc. Mà cái hành động của vợ chồng mình là có con mình nhìn á. Tại vì mình diễn dai thì mình diễn cho nó đàng hoàng. Nó. Bây giờ những đức nói quý vị biết hồi đó mà mới yêu nhau á. Tính nói câu lộn, hồi đó mà mình mới yêu nhau quên. Hồi đó mà mới yêu nhau quý vị thấy mình có ăn hiếp ai đâu. Đa phần các cô đây ngày xưa mà mới yêu nhau, đa phần các cô rất dịu dàng. Đa phần luôn. Cũng không đến nỗi quá đáng. Cỡ nào cũng không đến nỗi quá đáng. Dù ở nhà có dữ dằn cỡ nào nhưng mà gặp bồ là cỡ nào cũng ship re. Cũng e thẹn. Rồi làm bộ màu mè này màu mè kia. Rồi bẻ mình bẻ mẩy đồ. Rồi tuy mỗi ngày không có thích hoa gì đâu, nhưng mà gặp bồ cái cầm hoa đồ lên nhìn hoa đồ. Rồi thẹn thùng đồ làm nhiều cách. Nó dẫn là khi mình gần đàn ông thì người yêu của mình thì bản thân mình lại lộ cái vẻ một người phụ nữ dịu dàng. Nó phải có cái thái độ đó. Mà tại sao bản thân chúng ta không lấy cái vai trò đó để mà chúng ta sống với chồng mình? Hay là tại do thời gian, cơm áo gạo tiền, rồi cái thời gian sanh đẻ nó làm cho quý vị phải thay đổi tính tình? Hoặc là quý vị đã thấy rằng bây giờ mình đã là của nhau rồi, cần gì phải làm những chuyện cái trò trống đó nữa? Nên cuối cùng cũng vì những cái đó mà con người càng ngày càng bị xa tình cảm đi. Đúng không? Đó. Cái này là cái quan trọng lắm đó quý vị à. Nên giữa hai vợ chồng ai giữ nhất thì mình phải hạ mình. Mình cứ hạ mình đi rồi quý vị sẽ thành công. Tại vì quý vị đụng thì hai vợ chồng đụng thì ai cũng chạy đầu chạy cổ hết chứ. Chỉ có một người hạ mình là hay nhất. Thật sự mà nói mình sợ vợ mình cũng không đến nỗi là hàng. Sợ là sợ cái vợ mình nó giỏi hơn mình, nó có khả năng hơn mình. Chứ không phải sợ nó đi, nó kêu mình chửi cha mắng mẹ mình mà mình đi chửi. Mình nói với vợ mình một câu rằng em rất giỏi, em rất đặc biệt, anh cưới được em, đây là phúc báo của anh. Nhưng mà anh rất nể nang em vì cái khả năng của em là một người phụ nữ rất giỏi. Nhưng những điều em kêu anh mà không phải đối với cha mẹ anh, hoặc đối với anh em của anh, hoặc những việc gì mà làm ngược lại cái đạo lý của cuộc đời thì không bao giờ anh nghe. Thấy chưa? Rất rõ ràng. Thấy không? Nó... Nên từ nơi đó mà bản thân mình nếu giỏi được gì thì mình cũng đừng nên có hành động đó. Mình hành động nó làm cái gì? Có hay ho gì đâu. Quý vị biết rằng là mình gần với một người đàn ông mà người đàn ông quá lép. Lép là cái tâm của họ không thể nào qua mặt được mình. Bản thân mình cảm thấy chán chết mồ. Nên mình cỡ nào mình cũng đưa chồng mình lên một chút.
đó là người khôn nhất á. Ví dụ như lâu lâu bạn bè đến nhà, mình phải nở mặt nở mày cho chồng con mình chút xíu, là mình phải lo lắng thì sao, từ cái hành động đó mà mình nói người ta nghe đó. Còn nếu mà bạn bè người ta đến mà mình chửi sùm mặt lớn mặt nhỏ, mình nói người ta không được vì mắc mặt quá. Nên mấy bà phải cần được hướng dẫn, nghe không, cần phải hướng dẫn nó. Mà mình là đàn ông mà mình dẫn bạn bè gì, mình phải coi gia đình mình, gia đình mình nó nghèo, nó không có tiền nhiều, thì về mình cũng mua cái gì vừa vừa thôi mình đãi bạn. Còn nếu mà có đồ ăn thức uống cũng chưa cho vợ, mình kêu vợ mình ra ngồi ăn chung, ngồi với bạn, nhưng mà có cái mâm nho nhỏ cho vợ cho con ngồi chung vậy đó. Đó là mình cũng nể nang nhau đó, chứ không phải là đưa vợ mình tuốt sau bếp ngồi, không phải. Nó là thành viên gia đình mà, mình phải cho người ta có cơ hội đó. Từ nơi đó mà cái hành động đó người ta nể mình nể người ta, cái gây dựng được một hạnh phúc của gia đình. Cái này cái quan trọng. Quý vị đi đến đây nghe gì, những Đức nói không có người chồng người vợ nào mà không chấp nhận cái cách này, đúng không? Quý vị biết rằng là Phật pháp đâu phải kêu người ta buông xả mà người ta bỏ nhà bỏ cửa nó đi tu đâu. Cái người mà có cơ duyên này là khác. Còn đa phần chúng ta là người đều là có gia đình không. Quý vị ngồi đây đa phần ai mà không có gia đình? Bây giờ không dạy quý vị một gia đình hạnh phúc thì không lẽ dạy quý vị đi vô chùa hả? Bây giờ quý vị chỉ cần mà buông xả cái chuyện mà bỏ chồng đi vô chùa là thế nào chồng quý vị cũng quýnh nhân đức. Thấy không? Nên dạy người ta mà bỏ vợ đi vô chùa là vợ người ta đi kiếm chuyện mình. Người ta nghe người ta thấy rất là sợ. Bây giờ cái xã hội bây giờ là mình tu đa phần là gì? Có duyên xuất gia thì tu xuất gia, có duyên tại gia thì tu tại gia. Phật pháp làm sao mà nó áp dụng vô người xuất gia cư sĩ được hết chứ? Vào căn tính nào cũng áp dụng được. Thì cái giáo pháp đó mới là cái giáo pháp mà thượng thừa. Cái giáo pháp đó thượng thừa 100% luôn. Nên mình là hàng Phật tử, cái sự mà kính trọng về giáo pháp, mình phải có trí tuệ để kính trọng. Mình phải có cái góc độ kính trọng, nhìn nhận được cái giáo pháp mà làm sao Phật chọn lựa cho mình. Bởi vì càng tu một tịnh độ này, những Đức mới thấy Đức Thích Ca Mâu Ni này, Ngài quá từ bi. Ngài chọn cho mình một cái pháp môn tịnh độ, mà cái pháp môn tịnh độ này nó quá hay, nó quá gần gũi, nó quá nhân sinh, nó quá tuyệt vời, và nó áp dụng trong mỗi một tầng lớp con người ta. Quá hay luôn quý vị ơi. Bây giờ quý vị làm việc bận biểu gì, chỉ cần nhớ có Phật hiệu là bị niệm được. Thì nhớ có Phật hiệu là niệm được liền. Mà niệm có Phật hiệu là nhắc nhở mình hiền đi, nhắc nhở mình thiện đi, nhắc nhở mình mở tâm lượng ra đi, nhắc nhở mình hiếu với cha mẹ đi. Câu A Di Đà Phật là nhắc mình hiếu với cha mẹ đi. Câu A Di Đà Phật là nhắc nhở mình thương anh em đi. Câu A Di Đà Phật là nhắc nhở mình sống là một người dân làm sao đàng hoàng đối với xã hội đất nước. Một câu Phật hiệu là mình không muốn làm phiền ai chứ. Một câu Phật hiệu là giúp cho mình đừng buồn giận ai để trong tâm. Một câu Phật hiệu là biết đủ mà thường vui, hiểu dục chi túc. Rõ ràng không? Một câu Phật hiệu mà hay vậy đó, quý vị muốn giải thích cái gì bây giờ? Thì giải thích câu Phật hiệu vậy thôi. Làm sao mà Phật pháp mà giải thích vào cái cuộc đời quý vị á, nó mới hay. Nếu như bây giờ mà ngồi đây toàn là danh nhân không, thì những Đức sẽ giảng câu Phật hiệu này vào danh nhân. Nếu mà ngồi đây toàn là bác sĩ không, những Đức sẽ giảng câu Phật hiệu này vào bác sĩ. Có nghĩa là nếu mà câu Phật hiệu này giảng cho cái người mà toàn là khoa học không, thì những Đức sẽ giảng câu Phật hiệu này cho khoa học nghe. Đó. Thật sự mà nói, nó vẫn có ý niệm quý vị à. Vì nó là thiện tâm. Thiện tâm thì nó có thể chuyển biến cảnh giới tốt đẹp. Nếu như quý vị luôn luôn mà đặt vấn đề là khả năng mình mà không phát tâm thiện sao được. Con người muốn làm một việc thiện là phát tâm từ thiện. Phát tâm thiện chúng ta mới làm việc thiện. Chứ bây giờ chúng ta không phát tâm thiện sao làm việc thiện đó. Bây giờ những Đức muốn uống nước thì những Đức phải nghĩ cái chuyện là mình phải uống nước à. Đó. Trong lòng mình nghĩ uống nước trước thì cái tay nó mới đi uống nước, nó lấy cái miệng mới uống. Quý vị thấy nó kết hợp không? Nên những Đức nói rằng chúng ta không thể nào nói rằng cái miệng là số 1. Nếu mà không có cái tay, cái miệng sao ăn? Chúng ta cũng đừng bao giờ nói cái tay là số 1. Nếu như mà không có ý niệm, cái tay làm được cái gì? Chúng ta mắc sạch ý niệm, cái tay chúng ta cũng vô dụng. Chúng ta có cái thân vô dụng vì không có ý niệm. Ý niệm là cái điều tiết bản thân mình. Nó nên gọi là tâm thức. Tâm thức đã mắc rồi thì con người chúng ta thành vô tri. Con người có được gì đâu. Bây giờ mình có tâm thức đầy đủ luôn, nhưng mình cụt tay cụt chân, quý vị thấy khó khăn không?
cái miệng bích lại luôn, quý vị sống nổi tâm thức không? Nên cơ thể chúng ta đều phải hộ trì nhau mà sống. Vậy thì con người sống là đều là hỗ trợ nhau quý vị à, không có cá nhân ai chứ, hiểu không quý vị? Đó, bây giờ những đứa hỏi quý vị, bây giờ xã hội đất nước bảo vệ cho chúng ta. Nếu như bây giờ mà nói không có xã hội, không có đất nước, không có mặt chính quyền bảo vệ, không có công an, giờ bây giờ cướp nó vô đây, nó vượt quý vị chạy, không ai đứng ra làm sao? Nên từ nó đó có pháp luật. Pháp luật là cái chỗ để cho chúng ta có chỗ nương tựa bình an. Và cỡ nào có người hung dữ cỡ nào cũng nhờ có pháp luật. Vì pháp luật là sẽ trừng trị những con người hung dữ. Nó còn không có họ, người ta sẽ tùy tiện làm sao? Nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là chúng ta phải nhận thức được điều này. Nên sự thành công của chúng ta trong cuộc đời này nó đều là đa dạng, nó không có một cá nhân. Không có cá nhân. Nên một gia đình thành công đừng có nói bao giờ nói tôi là vợ đặc biệt nhất, tôi là chồng đặc biệt nhất. Đừng bao giờ nói câu đó. Dở cỡ nào thì họ cũng có công. Dở cỡ nào thì họ cũng có công. Họ có dở cỡ nào thì chăng nữa thì gia đình này có hai thằng cu tí. Gia đình này có hai thằng cu tí. Bây giờ mình làm vợ mình nói ông là cái thứ vô dụng, ông là cái thứ tệ, ông dở đừng nói nữa, không làm ăn cái trò chống gì. Xong lúc đó mình chỉ có cười thôi, mình không có nói gì chứ. Cười thôi. Cười cái gì? Tôi nói là cười, cười cái gì? Mà cười quá. Nói, giả thiết ha. Em suy nghĩ lại đi. Có những việc thì anh không làm được, nhưng có những việc thì em phải cần anh làm đó. Đúng hay không? Đúng không? Nó em suy nghĩ lại nghe. Nó tí nó đâu mà ra. Hiểu không? Không có anh sao có một tí thằng tèo cho em thương. Tí là anh không có làm ăn kiếm tiền bạc gì được, nhưng mà nhà này mà không có anh cũng có người xâm phạm vô. Tí nhìn vậy chứ ngồi ở đây chứ nhiều người ta cũng tránh xa cái nhà này, không dám có người lạng quạng vô đó nghe em. Nên thấy không, dở cỡ nào thì ta cũng có công. Tại sao mình dám nói câu là người ta không có khả năng gì, tệ quá không làm được gì? Nói câu đó cái chừng mình bị bắt bẻ nghe. Đừng bao giờ nói chồng mình không làm được gì nghe. Hiểu không? Có những việc mà mình đi làm cả ngày luôn đó mà, nhưng mà có những việc người ta giúp cho mình vui. Không có người ta là mình sẽ rất buồn đó. Thì người ta làm được cái chuyện rất quan trọng của người đàn ông. Nó thấy chưa mấy ông? Một. Số một. Rồi thấy chưa? À, nó. Còn nếu như đàn ông mà không có phụ nữ ở nhà thì cái nhà này sao? Nó. Sao nhà này sao? Cho mấy ông biết nghe, nhà mình mà có cơm trắng, nghe không? Canh ngọt, canh ngon là nhờ có người phụ nữ. Mà mình làm ăn thành công cái gì thì cũng nhờ có ăn uống mới thành công. Đó. Rồi họ dọn dẹp nhà cửa. Nên mình đi làm gì mình có căn nhà sạch sẽ. Nhà sạch thì mát mà bát sạch ngon cơm. Nghe không? Đó. Bây giờ mà mình đi làm mà cả ngày mình về mà cái nhà mình như cái chuồng heo thì sao đây? Mà mình sao mình chịu nổi cái nhà này? Bây giờ cái thành công của mình bây giờ đem tiền bạc mà không có chỗ để quý vị làm sao quý vị đậu? Nên vợ là cái điểm quan trọng để giữ nhà, để lo gia đình. Mà người phụ nữ khéo léo cầm tiền, khéo léo chi tiền thì cái đó nó mới thành công. Gặp mà người phụ nữ mà nó bê tha bày hay tiền bạc nó liền, nó xài tá lả. Nó có tiền một cái là nó mua phấn, mua son, mua xón, mua phấn. Thì cái tiền bạc đâu mà còn đâu mà mình làm ăn quý vị. Nó giống như bây giờ chùa chuyện ngày xài gì xài gì đó, cũng biết kỳ cộm cái nào dư, cái nào để đó để làm cái gì chứ đâu phải là cái chuyện mà xài sạch sẽ rồi cuối cùng mà khi cần mua cái gì lo cho các cụ làm sao. Nên mình vừa đóng cái vai trò là người đàn ông đàn bà lo cho gia đình, cầm tiền cầm bạc rồi chi tiền như thế nào, chỉ cách chi tiền, cái nào dư cái nào để cho chàng xài chứ đâu phải là nói xả láng. Không phải xả láng đâu, xả láng ở đây mấy bà già không có đồ ăn đi xin ai. Nên mình nói tuy là mình nói mình rộng rãi hết mình,
hết mình là dưới một cái phạm vi nào kìa, còn cái nào để cho gia đình mình là gia đình mình kìa, đúng không? Đó, nên từ đâu đó mình vậy mới khéo. Nó thiệt với mấy ông, mình là đàn ông mà mình đi chơi với bạn bè đâu gì, mình cũng kiếm gì gấp ngon 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 mình gói mình bỏ túi đem cho vợ, vợ nó thương chết mù luôn. Đàn bà mà nó thích ăn, thích ăn vụng ăn vàng, hiểu không? Có bội mía riêm đồ mình, nó tuy nó có mắc tiền đâu nhưng mà mấy bà thích lắm. Có bội mía riêm, món vụng, món vàng, sa ri gì đó, thèn ơi mấy cái món rẻ mà mấy bà mê dữ lắm. Nó nhất là mấy ông canh mà mấy cái ngày tháng của mấy bà là mấy bà lại thèm những cái đồ đó, nó lạ kỳ vậy đó. Mua là đúng mục tiêu luôn, không nói vòng vo gì hết trơn, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà vợ mình nó thương mình biết nhiêu, nó yên tâm, đi đâu anh cũng nhớ, thấy không? Đi ăn uống với ai cũng kiếm mua cái gì bỏ cái bọc sách toàn ten đem gì vậy đó. Nghe, mình là đàn ông vậy nó không có tệ đâu, là mình làm được việc xã hội được, mà mình làm được việc gia đình được luôn, quá giỏi luôn, thấy không? Nó nên những đức mà khi đi qua bên kia giảng nghe, mà ghé siêu thị vô mua hũ hay hũ kem đem về, toàn ten sách gì vậy đó, vậy đó mà chàng ơi làm không thấy mệt gì, giỡn đâu nghe. Giờ này người ta đang ở dưới bếp ở dưới lo dưới đó, thấy chưa, mình trên đây nói này nói kia quơ tay quơ chân người ta dưới, người ta cực khổ chảy mồ hôi dưới, đúng không? Thì mình mới nghĩ bây giờ nếu mình làm chồng thì mình đi ra ngoài làm ăn thì vợ mình nó cũng ở nhà, nó có nhà chứ. Nên từ nó mình đi đâu mình cũng mua cái gì mình xách đem về, mình chút xíu xíu, dù mình chạy xe ngang thì nay sầu riêng đúng mùa, sầu riêng đúng mùa, rồi mình chạy ngang cái cốc ở Miriam bán mình ghé vô liền, lấy cho muối này vợ đưa thích ăn muối đây nè, muối này ít cay chút nghe, này nghe, ghé tiệm sari lựa vài trái coi, lựa luôn chứ không phải là mình hốt đại hốt càng nó hốt hư thì sao. Lựa mấy trái ngon, mấy trái vừa vừa mà đừng có bự quá nó cũng lạc nữa. Đó, thấy chưa? Đó, chưa? Nó đẹp lắm. Mình vậy đó, mình đi đâu mình vậy đó, thì chàng ơi, vợ mình nó yên tâm. Mà nó đã yên tâm rồi, nhà mình cứ như là ngon lành. Đó, bồi dưỡng gia đình hạnh phúc. Cái này quan trọng lắm nha quý vị. Thì hỏi 1000 người phụ nữ của Iran vậy luôn, ai cũng mong muốn vậy đó quý vị. Đó. Rồi những ngày sinh nhật mình phải nhớ, trước ngày đó mình phải nhớ, họ thấy chưa, ngày lễ gì mình phải nhớ. Một cành hoa có bao nhiêu tiền đâu, đúng không? Dù cho mình lớn tuổi nhưng mà mình cũng khéo léo, mình ngại là bộ ngại con cái nó nhìn lo ha, rồi mình về ha, mình kêu vô đây biểu nè, đó, vô bù đóng cửa lại. À, tính sổ ý chưa nó, mình làm ha, cành hoa mình để sau lưng nhìn ha, đi lợn ha, ta nó chàng ơi, tao thương biết nhiêu, nói với quý vị mà sống vậy thử coi, phải là bồi dưỡng hạnh phúc gia đình không nó. Cái này quan trọng á. Quý vị hỏi như thế, tại sao thầy biết nhiều vậy? Nuôi con người. Tại vì nuôi con người quý vị, nhà nước nuôi già, trẻ, bé, lớn, nuôi hết trơn mà. Con nít cũng nuôi mà. Rồi bên đây ít gì cũng 4-5 đứa bé, gái nhỏ nhỏ, 8-9 tuổi con gái đó. Bên kia con trai 3 mấy đứa nhỏ nhỏ. Rồi già, rồi sồn sồn. Rồi tuổi lớn lên từ từ, tuổi vị thành niên đồ có hết trơn, thành phần nào cũng có. Thì những đức ở trong vai trò đó mà những đức nhìn ra. Trong vai trò đó mà nhìn ra. Quý vị coi nè, chùa của chúng ta mà tất cả các cô không cần đi đâu, không đi đâu hết trơn luôn. Vậy mà mấy quý vị thầy về đây, quý vị thấy các cô mình vui không? Không đi đâu hết trơn. Lạ kỳ chưa? Không đi đâu, không xài điện thoại, không giữ tiền, không son phấn gì hết luôn. Mà các cô rất là vui. Từ đâu mà ra? Đi nghĩ đi, từ đâu mà ra? Nếu như không có cái đầu kéo phát ra, làm sao họ được gì? Đầu kéo phát ra sao họ được gì quý vị?
đó, thì thua rồi. Nên từ nơi đó mà giúp cho họ vui, họ lo cho các cụ. Có khi ngồi chơi mà những đứa chọc cười quá trời luôn, đứa kể chuyện không cười chết mù luôn, cười một chút rồi đi ngủ ngon lành. Tại vì sao? Cười rồi, cười rồi nó mới đi ngủ được. Vì ơi, ngủ vậy đó, thằng bạn gái nó kỳ lắm, chưa cười là nó chịu ngủ. Nó, mà thử đi, mà gái trẻ này mà thử mà không biết cách mà lo đi, mà bỏ đại bỏ càng nó đi, làm việc xong rồi mình đi về nơi của mình bỏ đại bỏ càng nó đi, là nó ngồi góc này góc kia nó buồn, nó giống như nó suy nghĩ. Con gái nó suy nghĩ nhiều lắm, nhất là gái mới lớn lên á, nó dù nó không từng biết cái gì luôn nó cũng suy nghĩ nữa. Mình phải nói làm sao cho nó hiểu được cái mà nó suy nghĩ đó là như thế nào đó. Không cái tâm, không cái tâm quý vị, thì nó mới mập mạp sáng sủa, nó vui. Còn nếu không nó như con khỉ khô luôn, kiểu mà nhốt để giết thành khỉ khô. Này không phải đi tu nữa mà đi tù thành khỉ khô chứ sao bây giờ. Nên mình đàn ông mà mình biết thương vợ, biết lo cho vợ là mình đang biết chăm sóc cái đóa hoa của mình. Chứ sao quý vị? Nó như Đức nói thiệt chứ quý vị, dù cho trong gia đình mình có một vườn hoa đẹp, nhưng không có vườn hoa nào bằng vợ mình. Tại vì sao? Vì vợ mình là người bên cạnh mình nhiều nhất, còn vườn hoa vẫn là vô chi. Chúng ta phải có cảm giác từ nội tâm thì mới nhìn được cái vườn hoa đẹp. Chứ con người mới là sự tác động với nhau để mà sống hạnh phúc. Chứ bây giờ cỏ cây hoa lá có đẹp cỡ nào, nó vẫn là cỏ cây hoa lá. Mình có vui cỡ nào với nó đi chăng nữa thì nó vẫn là vật vô chi. Làm sao bằng những loài hữu tình giữa con người với con người với nhau. Thấy không? Cái này là quan trọng lắm đó quý vị. Đừng bao giờ cho rằng đi kiếm sự nghiệp là cái quan trọng nhất. Không phải, bậy quá. Kiếm sự nghiệp cũng là có quan trọng, nhưng cái quan trọng là đặt để gia đình hạnh phúc. Để khi mình quay về, đi làm về cảm thấy gia đình mình là chỗ để mình quay về. Chứ bây giờ mình đi làm gì mà mình lang thang ngoài đường làm gì hạnh phúc. Nên một người đàn ông khi ngoài đời mà không có vợ, họ không biết chỗ quay về. Khi đi làm có tiền xong họ đi chơi, họ đi chỗ này chỗ kia karaoke, rủ bạn bè đi nhậu. Vì thì không có chỗ quay về. Nên chúng ta phải đặt để cái gia đình mình là điểm hạnh phúc, để khi chúng ta đi làm về, chúng ta đó là điểm quay về của mình. Cực kỳ quan trọng luôn. Những cái điều chia sẻ vào pháp này, nếu ai mà thật sự để ý đi, quý vị nên sửa lại đi, nên điều chỉnh lại cái cách sống của quý vị tại gia đình quý vị. Không cần làm nhiều quá, nhưng mà gia đạo quý vị mỗi năm là mỗi có dư. Tại vì sao? Vì quý vị bồi dưỡng được hạnh phúc gia đình nên vợ con đều đỡ sự đòi hỏi. Còn nếu như mà họ không có niềm vui, đồng tiền bị kiếm được họ đổ hết, họ sẽ qua cái trang sức mua sắm hết. Tại vì sao? Vì họ, cái đó là niềm vui của họ. Có nhiều người phụ nữ họ mua sắm sạch nhất, tại vì đó là cái lý thú của họ. Gặp một người đàn ông nó không có một cái cảm giác đặc biệt, để khi họ mà ngồi với mình họ không có vui, mình không có biết bày trò, nó vậy là mình thua rồi. Thấy không? Quý vị ơi, Phật pháp gì là đúng là gọi là Phật pháp nhân sinh. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Không cần làm nhiều quá, dành nhiều thời gian để bồi dưỡng tâm. Cái bồi dưỡng tâm nó rất quan trọng quý vị coi. Cái ăn chay không có bao nhiêu tiền đâu. Không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái xài phí nó mới nhiều tiền. Phí phạm xài mà kiểu mà ăn uống nhậu nhẹt, đi chơi mới là nhiều tiền. Nhưng nếu mà mua đồ ăn ở gia đình, ăn cơm với vợ, nếu mà bữa nào mà mình uống thì thèm bia, uống chai bia, uống với vợ, chơi với vợ được không? Đúng không? Khi mình chơi với vợ đạt đến trình độ thành công thì mình chơi với bạn thành công. Tại vì sao? Học từ vợ, từ nơi chơi với vợ mà chơi với bạn mới thành công. Bạn á là giống như chiếc áo, vợ cũng như là bản thân. Nói ngược lại lời của Lưu Bị, Lưu Bị năm xưa thích bạn bè, nói là vợ như chiếc áo, bạn bè mới là người, là bản thân. Còn Nhẫn Đức thì nói lại bây giờ là gì? Vợ như là bản thân, bạn bè là chiếc áo. Thì ngồi suy nghĩ kỹ đi. Tại vì mình chở về gia đình của mình, chứ mình đâu có chở về gia đình của người ta. Đúng không quý vị?
Nên dù cho mình chơi với bạn có 100% đi chăng nữa, nhưng cuối cùng gia đình của mình vẫn là gia đình của mình. Cuối cùng mình nghèo, bạn đâu có chơi với mình. Nên chúng ta phải làm sao chơi với bạn là chân thật, nhưng phải biết bao nhiêu phần trăm để đặt vào bạn và gia đình. Phân tách ra cho thật kỹ đi. Chơi với bạn cũng vậy, nhiều bạn nhưng chúng ta phải ghi danh sách bạn ra. Bạn nào là bạn chí cốt, bạn nào là bạn xã giao, bạn nào là bạn qua đường, ghi ra rõ ràng hết để biết đặt tâm vào người bạn chí cốt, để đừng mắc người bạn chí cốt. Hiểu không? Bây giờ lượng Phật tử mà đi về chùa mình, Phật tử quen đức 10 năm nay vẫn còn. Vì bản thân những đức luôn luôn nhìn ngó họ rất là nhiều. Vì sao? Vì họ với mình có thời gian thâm niên hơn. Nếu những đức không đến với những con người gì được thì những con người mới đến làm sao được? Chúng ta phải có trước có sau cho rõ ràng. Hiểu không? Đó. Nó chơi với người nó có thời gian để kiểm định. Đó là cái đặc biệt quý vị à. Chứ nếu không chơi lâu rồi tự nhiên mình bỏ bê qua người ta qua bên, nghĩ rằng là có tham tình nên chúng ta bỏ bê họ cũng đến với mình. Bậy. Mình bỏ bê họ giết họ bỏ mình luôn á. Nhiều người có vợ có chồng cứ nghĩ là vợ này là của mình. Bản thân mình giết có chừng mắc vợ không hay á. Đừng có nói chuyện dẫn chơi, đi vòng vo tam quắc đi kiếm tiền cuối cùng mắc vợ. Vợ mình mắc tiêu. Nó nên thua. Thua. Hiểu không? Nó nên nó quý vị biết những cái điều mà chia sẻ này quý vị nên nhận thức, nhất là cái câu chơi bạn phải biết bạn như thế nào. Phải đặt để bạn nào là cần thiết phải chơi. Nó, những bạn khác không đụng nhưng mà cũng đừng nên quá thân. Vì thân không được cái gì, thân làm cái gì? Thân với nó có tai hại thân chứ. Nó giống như xã giao thôi. Nó, đó là cái quan trọng. Như chị em đi tu cũng vậy. Mình nhận thức được chị em nào sao sao. Bản thân của mình không đụng với ai nhưng mà mình cũng thân người đúng thân, thân người càng thân. Nó thân nhưng mà khi đụng chuyện nó giúp được mình, còn hơn thân mà đụng chuyện nó chốt. Thấy không? Nên quý vị chơi thân, những đức quý vị thấy những đức chốt được không? Sao mà chốt được? Giờ chốt đi đâu? Với một nữa, mình đã hiểu rồi. Tất cả chúng sanh cùng là một thể. Cái gì mình giúp nó được thì mình giúp. Cái gì mà mình có sự khó khăn gì, cỡ mở với nhau thì cần giúp được nhau mà. Cách nào thì giúp. Dù cỡ nào mình cũng có một tổ chức rất là đông. Có những cái gì mình cần giúp được thì mình giúp được thì mình giúp liền. Không có bao giờ mình từ chối. Nó không có cần thiết nói gì tiền bạc gì hết đâu. Giúp được thì giúp thôi. Cuộc đời của người không lẽ cái gì cũng tiền. Thật sự mà nói quý vị biết rằng tiền mới có cuộc sống. Nhưng mà chúng ta có những cái đi trước đi sau mình phải nhận thức được. Có những cái tình cảm trước rồi tự nhiên nó có tiền. Chứ đừng có cái gì cũng đưa đồng tiền trước mất tình cảm. Mà đã mất tình cảm thì có tiền không có lâu. Chúng ta buôn bán kinh doanh cũng vậy. Nó đã mất tình rồi thì chúng ta không thể nào kinh doanh thành công được. Có thể cái ký hợp đồng này của chúng ta không lờ một cách mà còn bỏ tiền nhà ra. Nhưng dám ký. Vì mình bỏ một lần này nhưng mà mình lấy nhiều lần sau hơn sao? Đúng không? Cái kinh doanh này nó mới là đại kinh doanh, nó mới là số 1 kinh doanh, là thông minh đó. Quý vị coi bây giờ quý vị với những đức á, là giống như là cùng đầu tư với nhau. Nó đã đầu tư thì những đức nhiệt liệt đầu tư với quý vị. Tại vì tất cả những gì những đức có để đầu tư với quý vị đều là do từ quý vị đưa ra. Quý vị đưa cho những đức mà những đức thì cuối cùng lại trở thành chủ đầu tư, mất ghê hết chứ. Của người ta mà mình làm chủ đầu tư. Mà mình còn không dám đầu tư, vậy là mình quá hẹp hòi. Nên người ta dám đưa cho mình dám đầu tư với người ta luôn. Nhiệt tình hết mình đầu tư cho người ta. Nên có nhiều người gặp những đức nói rằng, bây giờ thầy làm quá nhiều việc, giảm bớt đi thầy, đừng có này kia nữa. Những đức nói, người ta dám đưa mình dám đầu tư, càng đầu tư thì càng lớn. Đúng không? Càng đầu tư thì càng làm việc lớn hơn nữa. Cái này mới là cái quan trọng. Nên người trẻ trẻ ở đây mà kinh doanh mà nghe câu này là quan trọng. Đừng bao giờ để mất uy tín khi ký một cái hợp đồng. Đừng bao giờ cho cái hợp đồng nó lúc nào cũng cần phải có lời mới ký. Đã hứa là phải ký. Để sau này mình trả một cái giá cho lời hứa của mình. Sau này mình sẽ kinh nghiệm và suy nghĩ cho kỹ. Rồi mình hãy ký hợp đồng chứ. Đó là cái thành công về sau mà người ta tin tưởng mình. Muốn làm ông chủ lớn thì phải có uy tín lớn.
không? Cái này là cái quan trọng lắm đó nghe, cực kỳ quan trọng lên. Nên những đức đã nói lên câu này rồi thì quý vị cứ tin đi. Bản thân những đức đến với quý vị là thật sự là muốn giữ uy tín. Uy tín à, cái gì là mình nhiệt tình, mình làm hết lòng hết dạ, chân thật tặng đáy lòng mà làm. Mong rằng quý vị đi về chùa Hộ Pháp cũng như về một cái đại gia đình vậy đó, cảm thấy bình an không? Bình an. Và quý vị đi về đây là quý vị xả hết, muốn xì hơi về đây xì cũng được. Nơi này có khả năng tiêu hóa, quý vị cứ về đây cứ xì hơi thoải mái, không? Nghe nói những câu này tự nhiên thấy nó bị kích động nghe quý vị. Chèn ơi, xì hơi mà thầy còn kêu về đây xì nữa. Công nhận thầy nhiệt tình thấy ghê. Hiểu không? Nói quý vị coi á, cái câu đó là quá nhiệt tình rồi đó. Ý muốn nói là quý vị về đây quý vị sẽ tự nhiên xả hết những tâm trạng buồn. Đây là một cái gia đình bình an cho mình. Và từ cái gia đình này mà gây dựng cho chúng ta ở cái gia đình mình được hạnh phúc. Hiểu không? Quan trọng. À bữa nay quý vị ơi, có 4.000 cái này. Đẹp lắm nha quý vị. Nhìn vậy chứ đeo đẹp lắm á. Rất là đẹp luôn. Giống như lúc nào cũng kính A Di Đà Phật để trên đầu. Rồi bữa nay cũng tặng khăn quý vị luôn. Như Đức định một tay tháng 5. Nhưng mà bữa nay tặng quý vị một tay tháng 5 tặng quý vị nữa. Nghĩa là có 30.000 cái rồi. Mình có 30.000 cái khăn rồi. Như Đức tin chắc 100% Phật đản không thể nào đi đến con số 30.000 người đâu. Chắc chắn quý vị đó. Nếu mà Phật đản mà chúng ta mà khoảng 15.000 người thì đây là một pháp hội số 1. Chưa từng thấy luôn. Tại Phật đản chùa nào cũng tổ chức chứ ha. Nên từ nơi đó mà Như Đức có 30.000 cái khăn. Thì bữa nay tặng quý vị nè. 1 tháng 5 tặng nè. Phật đản tặng nè. Tặng cho hết. Đó. Nên bữa nay được 2 món quà nghe. Nay bất chợt quý vị. Chúc bị an lạc quý vị ơi. Chúng ta cười lên cái coi. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ nha. Ở nhà cố gắng nghe pháp niệm Phật quý vị u. Nhớ chú ai thỉnh tượng Phật á, thì phóng sanh cũng thiết thực xong hết. Chúng ta vô đây ngồi đây thỉnh tượng Phật. Hôm qua nhà Đức tặng cho sư cô người miền ngoài 25 bộ tượng Phật. Vô tới đây nên nhà Đức tặng cho họ 25 bộ tượng Phật. Và còn ở đây khoảng 110 bộ hôm nay tặng quý vị. Có nghĩa là cuộc đời những đức là sẽ là một vị đặt tượng Phật nhiều nhất từ xưa tới nay à, rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Và Phật đản chúng ta có 1.000 bộ tượng Phật để tặng quý Phật tử à. Nhớ kỹ nghe, ngày Phật đản là ngày rất quan trọng. Chương trình này một pháp hội cực kỳ đặc biệt. Và mỗi người sẽ được tặng một cái đèn bông sen. Mỗi người được tặng một cái đèn bông sen và thêm một cái khăn tròn cổ. Ngày đó ai đến cũng được cái khăn mới hết à. Và mấy cô hôm nay cũng được nhận khăn nữa à, không. Tại sao ai cũng được nhận hết? Tại vì dơ cái này giặt cái kia tròn cái này. Nhưng nhớ kỹ là nhận nhưng đừng xin riêng. Có nghĩa là có mặt thì đặt tên, đừng xin giùm à, tại xin giùm khó giải quyết. Đó nên chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Và cái quan trọng là đời này chúng ta phải về cực lạc gặp nhau nghe. Mà muốn về cực lạc là phải làm sao? Xin niệm Phật quý vị ơi. Quý vị có thương những đứa không?
Thương những đức thì phải niệm Phật nghe. Quý vị có nghĩ tới những đức không? Nghĩ tới những đức là phải niệm Phật quý vị ơi. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bà giảng vui quá ha. Hình như hết nóng rồi quý vị ơi. Không thấy nóng nha. Bây giờ gì nè, quý vị đứng lên cái đỡ đau chân đi. Rồi những đức niệm Phật từ từ, mấy người tăng khai.